Nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 thì quỹ từ thiện Lian tại Singapore đã ra mắt phim tài liệu After Cicely, tạm dịch là Tiếp bước Cicely, tên người sáng lập nên ngành y học chăm sóc và giảm đau hiện đại. Phim đề cao sự cống hiến của 5 người phụ nữ châu Á cho sự phát triển của ngành y học này, trong đó có một bác sĩ Việt Nam. Hai mươi phút của phim tài liệu đã truyền tải những hình ảnh chân thực về sống và công việc hàng ngày của 5 người phụ nữ châu Á trong chăm sóc các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Mỗi người trong số họ có hoàn cảnh khác nhau, họ sử dụng ngôn ngữ khác nhau, có tín ngưỡng khác nhau, nhưng đều có sứ mệnh chung là gây dựng ngành chăm sóc giảm đau ở nước mình. Họ giúp đỡ những bệnh nhân ở giai đoạn cuối cuộc đời mình được sống và ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản nhất. Tôi đến với những người bệnh và thông cảm với nỗi đau của họ, bởi bản thân tôi cũng là một bệnh nhân của căn bệnh ung thư. Cứu chữa những bệnh nhân đó, tôi cảm thấy hạnh phúc. Đó là một sứ mệnh mà tôi thấy mình cần phải đến với họ. Tiếp xúc với các bệnh nhân HIV, tôi cho rằng họ cần rất nhiều thứ như điều trị nhiễm trùng, điều trị HIV và chăm sóc giảm đau. Trong chăm sóc giảm đau thì chúng tôi giúp họ chế ngự cơn đau, hỗ trợ họ về tinh thần và tâm lý xã hội. Không chỉ hỗ trợ cho người bệnh mà cho cả người thân trong gia đình. Không có ai quan trọng hơn ai mà tất cả đều được đối xử bình đẳng. Tôi thấy bác sĩ Bích Thủy làm rất nhiều việc tốt. Bác sĩ Thủy và các đồng nghiệp không muốn được khen ngợi hay được đăng lên báo, nhưng mà mỗi ngày họ làm việc rất nhiều để giúp những bệnh nhân đang trải qua những cơn đau. Bộ phim là một nhật ký hình ảnh về những người phụ nữ đã làm nên điều tốt đẹp cho những con người ở chặng cuối cuộc đời của mình, với sự cảm thông, sự tận tâm và tình yêu cao cả của họ. Một điều đặc biệt là bộ phim này được phát hành hoàn toàn trên mạng mà quý vị có thể theo dõi tại địa chỉ aftercicely.com. Hữu Hưng, phóng viên thường trú chuyên Việt Nam tại Singapore.